Quá trời dì Năm bán như thế nào không dì Năm? Bán chậm lắm. Với trong cái mùa dịch này dì Năm ha? Mùa dịch đó, bán chậm. Dạ. Dì Năm bán cho con 4 gói này đi, dì Năm gói 4 cái bát đi rồi. Xôi đó dì. Với dì gói đúng rồi cái gì? Chào các bạn. Hôm nay mình đến mua một món ăn sáng nha các bạn. Đây là dì Năm có một cái thúng xôi á dì Năm ha. Ở đây mình bán gồm có xôi gì dì Năm? Có xôi đậu đen với bắp à. Dạ. Dì Năm bán cho con 4 gói đi, 4 gói xôi đậu đen. Đây dì Năm có để bánh tráng đó các bạn. Đây xôi gì Năm bán xôi với xôi bắp đó, rất là ngon nha các bạn. Mình đã có đến đây để mình ăn bên chỗ cái cuốn xôi của cô đó các bạn. Hồi đó cô bán rất là ngon. Tại vì trong mấy cái trong cái ngày dịch Covid đó các bạn, thành ra cô bán hơi bị chậm trong những ngày mưa gió đó các bạn. Hồi đó cô bán hơi bị chậm. Các bạn có đến đây thì các bạn ủng hộ cô Năm nha các bạn. Để hai lớp để cho nó thấm vô phía trong mình ăn nó được vào quyện như là đường với mè nha các bạn, thành ra ăn nó rất là ngon, nó vào quyện thành ra đầy đủ các chất nêm đó các bạn. Đây dì Năm có gói bằng cái lá chuối nha các bạn, lá chuối đó. Khi mà mình ăn đó, thì mình ở cô lót lá chuối, còn người nào mà không có ăn thì cô để con lấy tiền. Của con cô Năm bán là một gói bao nhiêu cô Năm? 20. Dạ. 10 ngàn. 5 ngàn. Lộn. Cô để cái góc đó đi để con quay xong mà con lấy. Cô cứ để dưới đi cô. Không có sao, cô để dưới đi. Dưới được thôi. Dạ. Vậy là con 4 gói là bao nhiêu cô? 40 ngàn cô ha. Là con gửi tiền nha cô. Rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cô bán một gói cá bắp cho con luôn nè. Dạ. Dạ đủ giá chặn tiền luôn nè. Đây cô bán, cô ngồi ở ngay góc này có gì bán bán vé số hai bà dì nha các bạn. Đây là cô bán cũng lâu năm, rất là năm cô bán. Đây là cũng là hình như năm 70 tới giờ là năm mốt năm hả cô? Năm 51 năm là cô bán rất là lâu nha các bạn. Cô bán đây rất là đắt, nhiều khách á, khách quen của cô rất là đông, nhưng mà tại trong cái ngày trong dịch dịch đó các bạn, dịch Covid với những ngày trời mưa cô bán hơi bị chậm đó các bạn, nên các bạn có mà tới đây thì nên ủng hộ cô để giúp cô. Đây cô bán thì cô bán ở góc ngã tư Trần Hưng Đạo, đối diện cái số 422 Trần Hưng Đạo, phường 2 quận 5 Sài Gòn nha các bạn. Đây cô ngồi ngay góc, phía sau lưng của cô là đây là một cái cây xăng đây, thành ra mình cũng dễ tìm thôi các bạn. Mến chào quý vị và các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở đường ngã tư Trần Đạo. Cô ngồi đối diện ở số 422 Trần Đạo, phường 2 quận 5 Sài Gòn nha các bạn. Mà phía sau lưng của cô là đây là cái một cái cây xăng.
Thành ra mình đến đây á, đến ngã tư á, mình dễ tìm cô nha các bạn, cô Năm. Nãy mình cũng có đến đây để mua bữa ăn sáng về xôi của cô nha các bạn. Cô Năm, cô Năm, con thấy trong những ngày qua là trời mưa quá trời. Và trong cái ngày dịch đó thì cô Năm bán như thế nào cô Năm? Bán hơi chậm chút, mùa dịch á. Dạ, hơi chậm. Dạ, hơi bị chậm á cô ha. Dạ. Đây, nếu các bạn có đến đây đi ngã tư của đường Trần Đạo á, thì các bạn có thể ghé thăm cô và để mình ủng hộ cô mấy gói xôi để ủng hộ cô Năm nha các bạn. Cô Năm ngồi kế bên đó là cái gì, bán vé số. Đây là hai người cũng bán rất là lâu. Hình như cô bán đây là cũng rất lâu đó cô hả? Bán từ năm 70 tới giờ. Dạ, cô bán từ năm 70 là tính đến nay là đã 51 năm, hơn nửa thế kỷ đó cô ha. Dạ. Dạ, rất là lâu nha các bạn. Đây là cô là cái người bán lâu nhất của Sài Gòn nha các bạn. Cô bán đây xôi rất là ngon nha các bạn. Mình có đến đây mấy lần để mình mua cô ăn. Nãy mình mua của cô á là mấy gói xôi các bạn? Đây, 5 gói. Đây 5 gói để mình mua để mình về ăn bữa ăn sáng nha các bạn. Đây nè. Mình mua của cô 5 gói với một gói xôi bắp là 6 gói để mình ủng hộ cô. Để con ghé bên kia con ủng hộ mua. Dì ơi, dì bán cho con lựa cho con 5 5 vé số đi. 5 vé số. Dạ, dì muốn lựa cái gì lựa. Số. Dạ. 5 tờ giấy số cho con đi. Đây là cô Năm. Đây mình cũng ghé để ủng hộ cái của con đâu gì. Rồi, con lấy 5 tờ hay gì ha? 5 tờ là 50 hay gì? Dạ. Dì thối cho con đi. Rồi đây có 50 này, về cho con gửi gì. Dì bán mau hết nha, về nha. Tại con đến đây con mua xôi ăn sáng. Dì bỏ giùm con trong cái bóp đi. Dì bỏ vô cái bóp giùm con đi. Bắt đi thôi. 5 đi 10. Bỏ đại gì vậy? 10 đó không? Tại con có một tay con quay phim á. Tại đó con. Quay cái này đưa lên đó. Dạ. Rồi, con cảm ơn dì. Chưa có đi dỗ thôi sao cây xăng bơ nó mới bán được đây mấy tiền đâu hết trăm đó hết trăm chưa có vô đổ được đang trả cho người bạn bán cho nên cũng hay rồi rắc đi nói cái nào rắc là hay trời ơi đâu cái gói bắp gì bán cũng là 5.000 hay gì 5.000 10.000 dạ năm ý quên con xin lỗi tại vì bán 10.000 gói nha các bạn. Còn các bạn mà muốn ăn ít thì các cô bán ít cho các bạn. Dì Năm ơi, cho con xin hỏi trong những cái ngày mà dịch với mùa mưa này cô bán cái nồi cái thúng xôi này là cũng là như cũ hay là cô bán ít lại? Ít lại, không có bán như cũ, ít lại. Dạ, cô bán ít lại. À, dạ. Để đồng mình bán cho nhiều khi nó nhiều quá thành ra mình bị dư đó cô ha. Dư, dạ. Bán hơi chậm thôi. Dạ. Nấu ít lại đi, bán dạ. Hết lại. Dạ, đúng rồi cô. Bây giờ trong những cái ngày dịch nha các bạn, thành ra đường xá cũng hơi bị vắng. Hôm nay là mình đến là ngày thứ hình như thứ tư không cô ạ? Thứ tư ngày 13. Ngày 15 tây á, ngày 15 tây tháng 6 2021. Mình đến đây là cũng 6 giờ rưỡi. Thành ra mình đến đây cũng là chắc cũng là 7 giờ đó, giờ này 7 giờ. Thành ra mình lúc trước cô bán đây cũng rất là đông, thành ra bây giờ tình hình vậy á, thành ra mình phải cô bán hơi bị chậm lại. Các bạn để
mình gọi là cái dừa gì vậy cô? Để cô nói, hồi lúc trước cô nói là cái gì? Dừa rám. Dừa rám á cô. Dạ dừa rám. Anh ăn lâu chưa anh? Ăn lâu rồi, mấy năm rồi hả? Dạ. Mới ăn đây mấy năm rồi. Mà tại vì bán đây cũng lâu anh ha. Nghe nó gì nó nấu tới gì bán là 51 năm á anh. Dạ cảm ơn anh nhiều nha anh. Dạ bye bye anh. Em gói 5 ngàn 2 gói đó anh, em gói 10 ngàn, gói 5 ngàn 2 gói. Cái này nó mối quen có gì hay gì ha? Dạ. Gọi là bắp giả hay gì? Bắp giả.